À, vâng, và thưa anh Dũng Quốc Danh Hùng, khi mà một khi mà cái nhu cầu mà sử dụng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đó rất là rõ rồi đối với lại người dân á, thì cái việc mà lựa chọn cái sản phẩm nào cho phù hợp với mình cũng như là cái doanh nghiệp nào mà nói hôm nay là có uy tín ở trên thị trường thì cũng là một cái việc hết sức là bối rối. Bởi vì chúng ta thấy hiện giờ là ở tại Việt Nam chắc có khoảng đâu đó khoảng hơn một chục công ty bảo hiểm nhân thọ, và cái, nếu mà nói về cái số lượng sản phẩm thì còn nhiều hơn nữa, giống như hồi nãy anh Dũng cũng có liệt kê một vài cái sản phẩm. Gần 400 sản phẩm này. Vâng. Như vậy thì có một cái cách nào để mà chúng ta đương nhiên thống kê lại, cấu trúc lại để mà tiếp cận khách hàng một cách dễ hơn, tạo thuận lợi cho khách hàng họ lựa chọn cái sản phẩm phù hợp nhất đối với họ? Khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ doanh nghiệp nào trong 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đấy. Với những cái sản phẩm bảo hiểm nó phù hợp với mình, chứ còn tôi cũng không thể nói và cũng không thể có chuyện mà nói được doanh nghiệp nào dù bị tốt hơn doanh nghiệp nào. Đấy là đều những trải nghiệm của cá nhân thôi. Thì có những khách hàng mua bảo hiểm tại doanh nghiệp này sở dĩ mua ở đây vì đơn giản thì là có người quen làm ở đó, hoặc là có tư vấn viên người quen là đến chào mời mình mua bảo hiểm. Nhưng tôi có thể nói là các sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm, 18 doanh nghiệp thì cũng đều là tương đồng như nhau, tương tự như nhau về mặt quyền lợi bảo hiểm, về mặt điều kiện điều khoản, về mặt nói chung là tương đồng như nhau, đều có những quy định là theo những chuẩn quốc tế. Ví dụ như quy định về thời gian tự do xem xét ấy, cân nhắc 21 ngày ở Việt Nam tất cả các doanh nghiệp đã áp dụng 21 ngày, hay thời gian gia hạn hiệu lực hợp đồng bảo hiểm 60 ngày kể từ ngày thời hạn đăng ký cuối, là hiệu lực hợp đồng vẫn còn đấy, nhưng và 24 tháng là khách hàng có quyền yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm sau khi mà đã chấm dứt, tức là không đóng phí. Thì tất cả những sản phẩm của các doanh nghiệp thì tôi theo dõi thì thấy đều là tương tự nhau ở những cái quyền lợi hoặc là những cái quy định về bảo hiểm. Thế là sau này khi mà có những cái công nghệ, lại quay lại vấn đề về công nghệ, những doanh nghiệp bán bảo hiểm trên qua website thì đương nhiên là sản phẩm của họ hiện giờ thì sản phẩm của tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của nghị định 13 đã đều phải công bố công khai trên cái website, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và của chính doanh nghiệp đó. Thế mà sau này thì tuy nhiên bây giờ khách hàng có thể hoàn toàn vào có thể xem, nhưng cái việc xem sản phẩm và quy tắc điều khoản của từng doanh nghiệp, nhưng sau này khi mà công nghệ phát triển sẽ có những cái có thể hình thành nên những cái chợ bảo hiểm, có insurance platform mà các doanh nghiệp có thể đưa hàng hóa, đưa sản phẩm dịch vụ của mình lên đó, thì cái điều kiện so sánh sản phẩm dịch vụ giữa các doanh nghiệp với nhau của người đang đi tìm kiếm việc mua bảo hiểm nó sẽ dễ dàng thuận tiện hơn. Vâng, và theo anh Hùng thì để cho cái sự lựa chọn này nó dễ dàng hơn cũng như nó chính xác hơn đối với lại từng cá nhân khách hàng đó, thì ở phía doanh nghiệp bảo hiểm cần phải có một cái nỗ lực khác hơn là như thế nào? Cho tôi quay lại một chút là liên quan đến khía cạnh của khách hàng. Dạ. Đối với lại khách hàng á, thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì khách hàng cần thiết phải mua bảo hiểm xuất phát từ cái nhu cầu của chính nội tại của mình. Có nghĩa là khách hàng phải hiểu mình muốn gì cái đó. Cái thứ hai là khách hàng á, khi mà để có thể lựa chọn được cái sản phẩm bảo hiểm hay cái doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp á, thì nó không phải ở cái chỗ là chỉ nghe nói đến cái tên nào thường xuyên rồi lựa chọn. Mà cái quan trọng ở chỗ là mình phải xác định là mình làm ở đâu, mình ở khu vực nào, nơi đó là có gần gũi với lại cái kênh phân phối của sản phẩm nào, nơi đó là có những nhà tư vấn của nhà bảo hiểm nào, để chúng ta có thể có được một cái lựa chọn sao cho tiện nhất cho mình, tốt hơn, đúng. Tức là nếu nói tóm lại thì giống như cái phần đầu tôi có đề cập tới, đó là cái khách hàng cần thiết phải bỏ thời gian để vì nhu cầu của mình và nghiên cứu sản phẩm của mình. Yeah. Trên cơ sở đó thì quay qua khía cạnh của doanh nghiệp bảo hiểm. Thì như vậy thì doanh nghiệp bảo hiểm phải đưa ra được những cái kênh phân phối sao cho tiếp cận được khách hàng mà mình muốn hướng tới. Thì khách hàng đó ở đâu, khách hàng đó ở vùng nào, khách hàng đó có nhu cầu sản phẩm nào, thì cái kênh phân phối nó phải phù hợp, chứ không phải là dùng một kênh cho tất cả các khách hàng. Dạ vâng, và một khi mà có nhiều cái kênh phân phối như vậy và có rất là nhiều cái cách mà khách hàng có thể tiếp cận một cái sản phẩm bảo hiểm, như vậy thì có khác biệt nào về mức phí cũng như là cái mức độ đảm bảo của một cái sản phẩm mà giữa các kênh phân phối khác nhau này hay không ạ, anh Dũng? Không có sự khác biệt gì về phí. Hiện giờ trên thị trường thì kênh bán bảo hiểm qua đại lý vẫn là kênh số 1.
nó mang lại khoảng độ xấp xỉ 90%, khoảng 90% doanh thu phí bảo hiểm của bảo hiểm nhân thọ, còn lại khoảng 7-8% là của kênh bancassurance, tức bán bảo hiểm qua ngân hàng, chỉ có 1-2% còn lại là kênh khác, và đây là kênh online đấy, nó cũng mới thôi, mới kênh online được mới bắt đầu thôi. Thì nếu mà nói về phí bảo hiểm thì không có gì khác biệt cả, sản phẩm thì cũng không có gì khác biệt cả, đều chung như thế. Còn sau này trong tương lai thì có thể là kênh đại lý sẽ chỉ chuyên bán những sản phẩm phức tạp cần cái sự tư vấn trực tiếp, ví dụ thế, còn kênh online sẽ bán những sản phẩm nó đơn giản hơn, nó dễ hiểu hơn và nó tiêu chuẩn hóa hơn. Đấy thì cũng là một cách mà những doanh nghiệp người có thể phân bổ sản phẩm cho các kênh khác nhau là như thế. Trong thời gian tương lai kênh đại lý vẫn là kênh chủ đạo, bởi vì như tôi vừa nói, tức là cái việc mà khách hàng vẫn cần những cái sự tư vấn trực tiếp, sự phục vụ trực tiếp của khách hàng, của người đại lý, người tư vấn viên tài chính, tư vấn viên bảo hiểm. Thế còn đương nhiên là cái kênh online, kênh bán bảo hiểm sử dụng giao dịch điện tử ấy, nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Như tôi nói là thời gian đầu sẽ chỉ bán được những sản phẩm đơn giản thôi, tức là sản phẩm mà rủi ro nó có tính chất nó đơn giản hơn là những sản phẩm như ví dụ sản phẩm liên kết đầu tư hay gì thì nó lại phức tạp rồi, phải có sự tư vấn, phải có sự tư vấn về kế hoạch tài chính của gia đình, phân tích này khác, đấy thì nó sẽ phức tạp hơn. Thế còn những sản phẩm về tử kỳ cũng là một sản phẩm đơn giản chẳng hạn, đấy thì có thể bán cái đấy, hoặc bệnh hiểm nghèo cũng có thể đơn giản hóa đi được để bán trên đấy, trên qua mạng online. Vâng, và cảm ơn hai anh rất nhiều đã đến đây tham gia và chia sẻ những cái thông tin hết sức là bổ ích cũng như là rất là sâu rộng để mà khán giả họ có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nói riêng cũng như là các sản phẩm bảo hiểm nói chung. Và tự trung lại thì chúng ta nói rằng là bảo hiểm là để mua cái sự an tâm, đúng không anh? Cảm ơn anh rất nhiều một lần nữa và cũng xin chúc hai anh thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, chương trình Câu Chuyện Kinh Doanh kỳ này trên kênh FBNC đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.